Lang băm lừa cô gái quan hệ với mình rồi quay clip tống tiền có quá khứ đen tối như thế nào? Mới đây, vụ việc gã thầy lang ở thành phố Hạ Long sau khi gã gẫm bệnh nhân quan hệ với mình xong đã quay lại clip rồi tống tiền nạn nhân được đăng tải đang khiến dư luận phẫn nộ. Ngày 5 tháng 3, thông tin từ Công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Vĩnh, 33 tuổi, trú tại xã Quảng La, thành phố Hạ Long về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng cách sử dụng clip nhạy cảm để tống tiền. Nhận xét về đối tượng này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng La cho biết, đối tượng làm nghề chữa thuốc nam gia truyền và chữa bệnh bằng cách bấm huyệt là tự phát chứ không có giấy tờ, chứng nhận từ cơ quan có thẩm quyền, chuyên môn. Hắn cũng không phải là người có chuyên môn hay kỹ năng trong nghề. Trước đó bố của Vĩnh có hành nghề bốc thuốc nam có uy tín ở địa phương nhưng đến thế hệ sau thì không ai hiểu biết nhiều. Sau khi bố Vĩnh mất, hắn cũng không học được gì từ bố. Cũng có thể bố của đối tượng nhận định được Vĩnh không học hỏi được về nghề này nên cũng không dạy. Ở địa phương hắn chưa bốc thuốc, chữa bệnh cho ai. Không hiểu sao lại sang địa phương khác hành nghề thậm chí còn đòi quan hệ với nạn nhân. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Quảng La, thời gian Vĩnh ở nhà rất ít nhưng yêu đương với rất nhiều người. Do đi lang thang nhiều nên anh này cũng không chăm lo được cho mẹ, gia đình. Gia đình Vĩnh có mấy anh chị em nhưng tất cả đều chăm chỉ, ngoan, không ai có tính cách giống như Vĩnh. Trước đó, theo điều tra của Công an thành phố Hạ Long, Vĩnh vốn là thầy lang chuyên thuốc nam gia truyền và bấm huyệt. Vào tháng 11 năm 2020, gã lang băm này nhận chữa bệnh trí cho chị Quy, trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long. Đáng chú ý, quá trình khám chữa bệnh, Vĩnh nói với chị Quy, mỗi lần bấm huyệt thì phải quan hệ với y, nên chị Quy đã đồng ý. Vĩnh sau đó nảy sinh ý định tống tiền nên đã sử dụng điện thoại di động của mình quay video clip các lần quan hệ của hai người. Đến đầu tháng 12 năm 2020, Vĩnh gọi điện cho chị Quy, nói trên mạng xã hội Facebook có đăng video hình ảnh quan hệ giữa chị Quy và mình. Nếu chị Quy muốn gỡ video nói trên thì phải chuyển cho các đối tượng 10 triệu đồng. Chị Quy đồng ý và đưa tiền cho Vĩnh. Nhiều lần sau đó, Vĩnh sử dụng các số điện thoại khác để liên lạc với chị Quy. Với cùng nội dung, nếu muốn xóa clip nhạy cảm thì phải đưa tiền gã đi lo lót. Nhằm lấy lòng tin của chị Quy, Vĩnh chủ động góp tiền với chị này để nộp tiền cho những người gọi điện tống tiền chị Quy. Thực chất đều là do Vĩnh giả mạo. Tổng số tiền Vĩnh chiếm đoạt của chị Quy là 50 triệu đồng. Hiện tại Công an thành phố Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Hành vi sử dụng clip nhạy cảm để tống tiền thuộc trường hợp dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Do vậy, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản. Người phạm tội này sẽ bị phạt tù với khung hình phạt thấp nhất là từ 1 năm đến 5 năm tù và khung cao nhất là từ 12 đến 20 năm tù. Bên cạnh đó, họ có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy vào tính chất phức tạp và nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Đối với trường hợp nếu biết việc bạn mình tống tiền người khác mà bạn không ngăn cản hoặc trình báo cơ quan công an mà còn có hành vi giúp sức. Do đó, trong trường hợp này bạn có thể bị truy cứu với vai trò đồng phạm theo Điều 17 Bộ Luật Hình sự 2015. Theo đó, tùy theo mức độ lỗi cũng như vai trò của bạn trong việc thực hiện hành vi phạm tội mà tòa án sẽ đưa ra mức hình phạt cụ thể.